Tại vòng tứ kết sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ được tiếp thêm sức mạnh tinh thần khi hơn 300 cổ động viên Việt Nam sẽ đáp chuyến bay thẳng của Vietnam Airlines từ Hà Nội sang Dubai để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện Park Hang-seo. Với số lượng người hâm mộ đông đảo đang sinh sống và làm việc tại Qatar cùng các cổ động viên từ Việt Nam sang, hy vọng sẽ đủ sức để biến sân An Mark Tuam trở thành sân nhà của thầy trò huấn luyện Park Hang-seo. Sau khi theo dõi trọn vẹn trận đấu vòng 1/8 của đội tuyển Việt Nam và Jordani, cựu tuyển thủ Pháp Johan Cabaye đã chủ động liên lạc với Quang Hải và dành cho tiền vệ của đội tuyển Việt Nam những lời có cánh. Tôi đã xem trận đấu giữa Việt Nam và Jordani và phải nói rằng tôi thích cách bạn chơi bóng. Hãy tiếp tục và chơi thật tốt. Tôi sẽ tiếp tục đến sân vào thứ năm tới để cổ vũ cho bạn. Bà nội tôi là người Việt Nam, vì vậy tôi có tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Chúc bạn có một ngày tốt lành và may mắn. Đáp lại, Quang Hải cảm ơn Johan Cabaye và mong muốn gặp lại anh ở trận đấu sắp tới. Đây chắc chắn sẽ là một cuộc gặp gỡ thú vị giữa hai tiền vệ này. Tại trận tứ kết của Asian Cup 2019 sắp tới đây thì đội tuyển Nhật Bản đương nhiên được đánh giá cao hơn so với đội tuyển Việt Nam của chúng ta, và điều khiến cho đội tuyển Nhật Bản trở nên nguy hiểm hơn nữa đó chính là sự khó lường trong lối chơi mà đội bóng này đã thể hiện kể từ đầu giải tới giờ. 4 trận đấu đã qua tại Asian Cup là lúc người ta được chứng kiến những bộ mặt khác nhau của đội tuyển Nhật Bản. Chính những đội bóng yếu như Turkmenistan hay Oman là thế trận vượt trội. Còn khi so tài với những đối thủ khó chịu như Uzbekistan hay Ả Rập Xê Út, đội tuyển Nhật Bản cũng chẳng ngần ngại đá phòng ngự phản công. Thật khó tin khi đội bóng giàu thành tích nhất trong lịch sử Asian Cup chỉ cầm bóng 23,7%, chuyền 197 lần và dứt điểm đúng 5 lần trong cuộc so tài với đội tuyển Ả Rập Xê Út. Nhưng huấn luyện viên Moriyasu có quan điểm của riêng mình. Điều khiến tôi vui nhất là chúng tôi đã giành chiến thắng. Đây là một trong những đội bóng mạnh nhất tại châu Á, nhưng các cầu thủ của tôi đã chơi bền bỉ và đầy nỗ lực. Sự nguy hiểm của đội tuyển Nhật Bản còn được thể hiện với cách chơi tấn công đa dạng. Đội bóng của huấn luyện viên Hajime Moriyasu có thể tấn công trung lộ, tấn công biên, sút xa uy lực và cũng tận dụng rất tốt những pha bóng cố định. 7 bàn thắng đã qua của đội tuyển Nhật Bản thì tác giả là 6 cầu thủ khác nhau. Và qua 4 trận đấu, huấn luyện viên Moriyasu đã sử dụng tới 22 trên 23 cầu thủ. Điều đó cho thấy chất lượng và sự đồng đều của các vị trí. Thật tốt khi chúng tôi đã giành quyền đi tiếp. Nhưng có lẽ chúng tôi phải cải thiện chất lượng tấn công để không vất vả như trận đấu vừa rồi. Cũng như các học trò, huấn luyện viên Hajime Moriyasu tuyên bố sẽ chơi tấn công trước đội tuyển Việt Nam. Dù đối thủ chọn cách tiếp cận nào, thì trận đấu sắp tới cũng sẽ là một thử thách khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng cũng sẽ là một trải nghiệm hữu ích khi chúng ta so tài với những ngôi sao hàng đầu châu lục. Vào tối và đêm qua theo giờ Việt Nam đã diễn ra hai cặp đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng 1/8 của Asian Cup 2019. Ở cặp đấu diễn ra sớm hơn thì đội tuyển Hàn Quốc dù được đánh giá rất cao nhưng cũng đã phải rất vất vả mới có thể giành quyền vào vòng tứ kết sau khi vượt qua đội tuyển Bahrain. Son Heung-min dẫn đội tuyển Hàn Quốc hùng mạnh ra sân. Nhưng đã vào đến vòng knockout một giải đấu, các đội bóng cửa dưới như Bahrain thường chơi với tinh thần thoải mái hơn và chơi như chẳng còn gì để mất. Và những lời cảnh báo sớm đã được đội tuyển Bahrain đưa ra. Phải đến cuối hiệp 1, đội tuyển Hàn Quốc mới mở được tỷ số nhờ công của Hoàng Hee-chan. Giữa giờ nghỉ, các cổ động viên Hàn Quốc vẫn rất hy vọng vào Son Heung-min. Nhưng tiếc thay, chính từ một tình huống để mất bóng của siêu sao này mà đội tuyển Hàn Quốc đã bị gỡ hòa. Người đã săn bằng tỷ số 1-1 cho đội tuyển Bahrain là An Romahi ở phút thứ 76. Dồn lên tìm kiếm bàn thắng thứ hai, nhưng đội tuyển Hàn Quốc bất lực vì thiếu hiệu quả trong dứt điểm và phải đá hiệp phụ. Và lại vào cuối hiệp phụ thứ nhất, Kim Jin-soo, hậu vệ vào thay người, đã dạy cho các tiền đạo Hàn Quốc cách ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng áo đỏ. Ju Se-jong đã lĩnh hội thắng được hệ thống phòng thủ đối phương nhưng lại không thắng được thần may mắn. Và các cầu thủ Hàn Quốc đã cảm thấy may mắn khi tiếng còi hết hiệp phụ thứ hai vang lên vào lúc đội tuyển Bahrain đang trỗi dậy mạnh mẽ để tìm bàn gỡ. Thắng nhọc nhằn 2-1, đội tuyển Hàn Quốc vào tứ kết Asian Cup 2019. Ngay sau cuộc đối đầu giữa đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển Bahrain đã diễn ra trận đấu cuối cùng tại vòng 1/8 của Asian Cup năm nay, đó là cuộc so tài giữa đội tuyển Iraq và đội tuyển Qatar. Đây là một trận đấu khá cân tài cân sức và kết quả cuối cùng chỉ được định đoạt bằng một tình huống cố định. Trận đấu đầu tiên của vòng này sẽ diễn ra giữa đội tuyển Việt Nam của chúng ta
và đội tuyển Nhật Bản. Quý vị và các bạn, vào lúc 8 giờ tối mai, đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ bước vào trận đấu tại vòng tứ kết của Asian Cup 2019 trước đối thủ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch là đội tuyển Nhật Bản. Và lúc này thì sự chuẩn bị của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cho trận đấu tứ kết gặp đội tuyển Nhật Bản là như thế nào? Chúng ta hãy cùng đến với những ghi nhận của các phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam đang tác nghiệp tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Thưa quý vị, sau một ngày được hoàn toàn nghỉ ngơi thì vào ngày 22 tháng 1, đội tuyển Việt Nam đã trở lại tập luyện nhằm chuẩn bị cho trận tứ kết của Asian Cup 2019 gặp đội tuyển Nhật Bản. Xác định đây là một đối thủ rất mạnh và cũng là một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, vậy nên toàn đội đều đã ra sân với một tâm lý hết sức khẩn trương. Về mặt nhân sự thì không có một cầu thủ nào gặp chấn thương, tất cả đều đang có được thể trạng tốt nhất. Những trường hợp đã phải nhận thẻ phạt ở những vòng đấu trước đó đều đã được xóa thẻ kể từ sau vòng 1/8 và gần như đội tuyển Việt Nam sẽ có được đầy đủ lực lượng mạnh nhất cho trận đấu với đội tuyển Nhật Bản. Vào ngày 21 tháng 1, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với các cộng sự cũng đã trực tiếp theo dõi chiến thắng của đội tuyển Nhật Bản trước đội tuyển Ả Rập Xê Út và nhà cầm quân người Hàn Quốc đã dùng từ rất khó khăn để nói về trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên thì ông Park Hang-seo cũng đã có những chia sẻ rằng đội tuyển Việt Nam cũng đã có những phương án để có thể phần nào khắc chế được đối thủ. Trong ngày 22 tháng 1, huấn luyện viên Park Hang-seo chủ yếu cho các cầu thủ rèn luyện các bài tập chiến thuật, đặc biệt là các tình huống hỗ trợ phòng ngự cũng như là phản công nhanh. Tất cả các trận đấu đều rất quan trọng, cho nên thầy cũng không nói gì nhiều, chỉ là dặn dò anh em tất cả anh em là phải tự tin quyết tâm. Thì trong những buổi tập thì thầy cũng đã cho các hậu vệ tập lại rất nhiều những tình huống đá phạt cố định của đối phương. Thưa quý vị khán giả, kể từ vòng tứ kết của Asian Cup 2019 thì các trận đấu sẽ được áp dụng công nghệ VAR và cuộc so tài đầu tiên được sử dụng công nghệ này đó chính là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản. Đội tuyển Nhật Bản thì đã quen thuộc với công nghệ VAR khi mà họ thi đấu tại World Cup 2018, còn với thầy trò luyện viên Park Hang-seo thì đây mới là lần đầu. Vậy đội tuyển Việt Nam đã làm gì để hiểu luật rõ về luật VAR này và căn phòng đặt VAR ở Asian Cup 2019 thì được nằm ở đâu? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Có một điều đặc biệt tại Asian Cup lần này là ở trong khu vực của truyền hình có một căn phòng có thể nói là một căn phòng quyền lực, chúng ta vẫn hay gọi như vậy, đó là căn phòng VAR. Thưa quý vị, căn phòng sẽ giúp cho các trọng tài có được những tín hiệu xử lý để đưa ra những quyết định. Trong căn phòng này thì sẽ được kết nối với các tín hiệu truyền hình, cùng với đó cũng sẽ có những nhân viên làm chậm và những trọng tài xử lý. Trong suốt những ngày vừa qua thì chúng tôi đã thấy được các trọng tài tập huấn tại đây để có được những quyết định tốt nhất kể từ khi công nghệ VAR được áp dụng từ vòng tứ kết. Đại diện của ban trọng tài của AFC đã tới khách sạn của đội tuyển Việt Nam để phổ biến kiến thức về công nghệ VAR. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo qua đó cũng nắm rõ những ký hiệu, điều luật và cách xử lý của các trọng tài. AFC cũng quy định rất rõ ràng về những trường hợp được sự hỗ trợ của công nghệ VAR, đó là các tình huống liên quan tới bàn thắng hay không bàn thắng, phạt đền hay không phạt đền, thẻ đỏ trực tiếp và lỗi nhận diện sai của trọng tài. AFC cũng nhấn mạnh chỉ duy nhất trọng tài chính mới là người được quyền ra dấu hiệu sử dụng công nghệ VAR. Các đội bóng không được quyền khiếu nại hay gây áp lực với trọng tài để yêu cầu xem lại tình huống gây tranh cãi. Huấn luyện viên Park Hang-seo rất quan tâm tới việc công nghệ VAR được áp dụng trong trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản sắp tới. Ông nhắc nhở các học trò chuyên tâm lắng nghe và nắm vững quy định liên quan đến VAR, cũng như về luật thi đấu để tránh bị xử phạt bởi những tình huống phạm lỗi, hành vi sai luật không đáng có. Các cầu thủ đều khá háo hức khi trận đấu của mình được sử dụng công nghệ này. Tiếp nối bản tin sẽ là những tin tức đáng chú ý khác liên quan đến đội tuyển Việt Nam tại vòng chung kết Asian Cup 2019. Pha cản phá cú sút luân lưu quan trọng trong trận đấu ở vòng knockout với đội tuyển Jordani đã là pha cứu thua thứ 11 của Đặng Văn Lâm ở Asian Cup 2019. Thành tích này giúp thủ môn của đội tuyển Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách những thủ thành xuất sắc nhất tại giải đấu châu lục. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại thì chỉ còn thủ thành Matt Ryan của đội tuyển Australia và Giang Du Linh của đội tuyển Trung Quốc là còn có thể cùng Đặng Văn Lâm cải thiện thêm thành tích tại vòng tứ kết sắp tới. Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay bên cạnh tôi đây đang là quả bóng vàng của Futsal Việt Nam năm 2018, cầu thủ Vũ Quốc Hưng. 2018 là một năm đặc biệt thành công đối với Vũ Quốc Hưng khi anh đã có được quả bóng vàng cũng như góp phần giúp câu lạc bộ Thái Sơn Nam giành được vị trí thứ 2 tại giải các câu lạc bộ châu Á. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhìn lại năm 2018 cũng như hướng đến một năm 2019 thành công hơn với Vũ Quốc Hưng. Xin chào anh. Nhìn lại năm 2018, một năm thi đấu rất thành công, thì anh Hưng nhìn nhận như thế nào đối với cái sự nghiệp của mình?
Nói chung là mình có bước đi năm 2018 nó ổn định thì cũng phải nhìn lại 2017. Vì 2017 mình cũng có một cuối năm thi đấu cũng rất là thăng hoa. Nên từ đầu năm 2018 thì mình được tập trung lên đội tuyển và đá giải châu Á ở Đài Loan. Khi mà đã cởi bỏ tâm lý và đã khi được lên đội tuyển và tự tin hơn thì tinh thần thi đấu mình cũng giống như ở câu lạc bộ thôi. Tại giải các câu lạc bộ Futsal châu Á thì câu lạc bộ Thái Sơn Nam đã lọt vào đến trận chung kết và có được vị trí thứ hai. Vậy thì là một thành viên trong đội bóng này thì anh nhận thấy tinh thần cũng như là màn trình diễn của câu lạc bộ Thái Sơn Nam ở giải đấu lần này như thế nào? Vừa rồi là một cái giải nhì, nói chung là ngoài cái sức tưởng tượng của ban huấn luyện và anh em, nhưng mà đó là đáng với những gì mà công sức của anh em và ban huấn luyện đã cùng nhau làm việc cật lực trong một thời gian. Mình rất thích cách chơi bóng như kiểu mà giải câu lạc bộ châu Á vừa rồi. Có vàng Futsal năm 2018 được về cầu thủ Vũ Quốc Hưng. Cái thành công ở trong năm 2018 đấy được tổng hợp lại bằng cái thành tích quả bóng vàng ấy thì cái lúc biết được mình được nhận quả bóng vàng anh có bất ngờ không? Nhận được quả bóng vàng vừa rồi thì mình rất bất ngờ. Lên sân khấu mình còn tâm lý mình không biết nói gì được. Mình rất cảm ơn những người nhà báo, những người huấn luyện viên và các vận động viên đã bỏ phiếu ủng hộ mình. Năm 2018 đã kết thúc khá tốt đẹp với anh Hưng, vậy thì năm 2019 anh có cảm thấy áp lực không khi có thể mình sẽ phải có được một năm thi đấu thành công tương tự như năm 2018 hoặc thậm chí có thể là hơn? Lên được đỉnh cao rồi thì giữ được nó còn khó hơn. Mình cũng rất áp lực nhưng mà mình sẽ hy vọng là mình sẽ cố gắng từ cái áp lực đó mình sẽ tạo được cái động lực cho mình để cố gắng hơn và bước vào năm 2019 mình có thể nói là tốt hơn 2018. Cảm ơn anh Hưng rất nhiều vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Chúc anh một năm 2019 thành công hơn nữa và đạt được nhiều thành tích hơn nữa. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị khán giả cùng điểm lại nội dung nổi bật đã có trong bản tin nhịp 360 độ thể thao sáng ngày hôm nay. Sau một ngày nghỉ ngơi hoàn toàn thì vào ngày hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã quay trở lại tập luyện để chuẩn bị những trận đấu với đội tuyển Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup 2019. Toàn đội đều đã ra sân với một thái độ rất nghiêm túc và khẩn trương. Về tình hình nhân sự, tất cả đều ở trạng thái sung mãn nhất, không có cầu thủ nào bị chấn thương. Những thẻ phạt phải nhận trước đó cũng đã được xóa sau vòng 1-8. Đội tuyển Việt Nam rèn luyện các bài tập về chiến thuật, đặc biệt là trong khâu hỗ trợ phòng ngự và phản công nhanh. Hai trận đấu còn lại của vòng 1-8 Asian Cup 2019 đã được diễn ra. Đội tuyển Hàn Quốc vượt qua đội tuyển Bahrain với tỷ số 2-1. Còn đội tuyển Qatar giành thắng lợi tối thiểu 1-0 trước đội tuyển Iraq. Với kết quả này, hai đội tuyển Hàn Quốc và Qatar sẽ đối đầu nhau ở tứ kết. Vòng đấu này còn có sự góp mặt của các đội tuyển Trung Quốc, Iran, Việt Nam, Nhật Bản, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Australia.